khi mà chúng ta nhắc đến cái việc mua một chiếc mô tô phân khối nhỏ thì chúng ta có rất là nhiều lựa chọn trong cái phân khúc này đúng không ạ? Chúng ta có thể kể đến như là R15, MT15, CBR150 hay là GSXR150. Nhưng mà nổi lên trong đó luôn là một cái tên mà được giới anh em biker nhắc đến khá là nhiều, đó là R15. Và sau một cái thời gian giới thiệu và công bố thì cuối cùng cái phiên bản mới nhất của em nó cũng đã xuất hiện tại thị trường Việt Nam. Cùng xem thì liệu với những cái nâng cấp và đổi mới này có đủ giúp cho R15 trở thành con xe đáng mua nhất trong phân khúc hay là không nha. Trước tiên về mặt ngoại hình thì chúng ta có một cái thiết kế không quá mới so với phiên bản cũ. Khác biệt rõ ràng nhất mình có thể nhìn thấy từ cái nhìn đầu tiên vào cái con xe này đó là nó được thừa hưởng thiết kế từ con Yamaha R7 và R1. Cho nên cái phần đầu đèn của nó giống như là được bê nguyên từ con R7 sang luôn, từ hai cái dãy LED hai bên cho tới cái phần bi cầu ở giữa. Cái việc mà trang bị cho R15 cái phần đầu đèn như thế này thì mình thấy khá lợi cho cái người mua xe, vì khi mà họ đi ra đường thì rất là khó phân biệt được đâu là R15, đâu là R7. Tin chứ? Tin tất cả được. Phần bình xăng ở cái phiên bản mới này được làm lại trông có vẻ to hơn và góc cạnh hơn nhiều so với cái phiên bản cũ. Phần đuôi xe thì lại được làm mỏng hơn và trông nó vuốt nhọn hơn, nhìn nó rất là thể thao. Còn về nâng cấp bên trong thì có thể thấy Yamaha ở phiên bản này không quá chú trọng về mặt sức mạnh cho xe mà họ tập trung vào phần công nghệ và trải nghiệm cho người lái. Vẫn là một cái khối động cơ một xi lanh với lại 155 phân khối với sức mạnh 19 mã lực. Nó không quá nhiều so với cái phiên bản cũ. Nhưng mà thay vào đó thì chúng ta lại được trang bị rất là nhiều công nghệ lên trên xe. Chúng ta có một cái mặt đồng hồ kỹ thuật số mới có cái tính năng kết nối với cái điện thoại của chúng ta, giúp cho chúng ta có thể nhận được thông báo từ điện thoại khi mà có cuộc gọi hoặc là tin nhắn tới. Và chúng ta cũng có thể theo dõi được tình trạng của xe trên ứng dụng. Hơn nữa, ở cái phiên bản cao cấp hơn là phiên bản R15M, bạn sẽ có thêm hàng loạt công nghệ và trang bị khác đi kèm, như là một cái cặp phuộc upside down đến từ KIB, kẹp phanh đến từ Bybre, một cái quick shifter một chiều và một cái hệ thống ABS 2 kênh và một cái hệ thống kiểm soát lực kéo traction control. Và có thể thấy ở cái phiên bản R15 V4 mới này, Yamaha đã rất mạnh tay trong cái việc nâng tầm trải nghiệm người dùng để mà có thể cạnh tranh cực mạnh với các đối thủ khác trong cùng phân khúc như là Honda và Suzuki. Còn bạn thấy sao? Yamaha đã làm thật sự tốt ở cái phiên bản R15 mới này hay chưa? Suzuki thì hình như 5 năm rồi chưa ra xe mới thì phải.